Thôi thông báo với anh em mình nghe, Z10 C35 càng nuôi càng tốt nha. Thì anh em mình nghe cái thông tin này nha, một em 2,9 kg, 1 tháng 10 ngày kéo được 5 cái nghe anh em. Hôm nay hẹn ba con mà 9 giờ mấy đá được mấy con 2,9 kg, còn mưa tới giờ luôn. Dạ, bữa nay cho anh em cũng mưa quá trời mưa. Cái đó bây giờ mình phải xả nó không, hay là mai mình vô thuốc mình đá nữa anh? À, không, cái còn hai con kia là bữa nay nuôi được 4 ngày phải không? Dạ nuôi 4 ngày rồi. Rồi ngày mai không cần xả gì hết anh, ngày mai anh cứ nhỏ vô thêm cho nó 4 giọt chết 10 nữa nha, cỡ 6 giờ mấy 7 giờ anh nhỏ đi, cỡ 9 10 giờ hoặc là chiều đá luôn, ra ăn lễ mà đâu xả gì em. Dạ mai tháng 9. À, rồi mới ngay lễ luôn mà đâu có cần xả, anh dạ. Cứ chơi tiếp anh. Từ hồi về, mua chết 10 của anh về tới giờ con 2,9 mang 5 cái mới có 1 tháng, tháng 10 ngày vậy á. Càng ấy nó càng hay, nên nay vô bò nó nạp. Rồi thì hôm nay rất nhiều anh em đưa về thông tin nha, thắng có thua có, nhưng mà thua thì ngu gì đưa lên này bán cho ai. Thật sự á, là cái tỷ lệ thắng thì quá cao luôn nha, và thông tin thua thì đem về rất là ít anh em ơi. Giờ mình tự tin với Z10 xe bao lâm dữ lắm nha. Trời, thân chào anh em.